Câu chuyện tương lai của Mbappe đang trở thành đề tài được bàn luận rất nhiều trong 2 ngày trở lại đây. Mbappe đến Real mở ra một thời điểm mới cho Galacticos 3.0, nơi chân sút người Pháp sẽ trở thành hạt nhân quan trọng. Đặc biệt hơn hết, thông qua thương vụ này, Los Blancos đang cho thấy cái tầm và sự lọc lõi của một ông lớn tại châu Âu. Paris Saint-Germain, một câu lạc bộ đang trên đường đi tìm sự thừa nhận, đối diện trước khó khăn cực đại trong việc giữ chân biểu tượng của mình. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên IMC Sport, giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain là Leonardo đã có vài phát biểu đáng chú ý. Thoạt nghe qua, người hâm mộ cảm thấy sự cứng rắn của Leonardo, nhưng khi xem xét kỹ, chúng ta sẽ nhận ra đôi chút băn khoăn đến từ người đàn ông mang quốc tịch Brazil. Theo đó, Leonardo tỏ rõ sự bực tức trước cái cách Real Madrid đưa ra lời đề nghị. Real có vẻ đang muốn thực hiện một chiến lược để đưa chúng tôi vào thế không thể nói không. Họ đưa ra một lời đề nghị trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn 7 ngày là đóng cửa. Họ muốn chúng tôi phải từ chối để cho Kylian Mbappe thấy được rằng họ đã nỗ lực để chiêu mộ cậu ấy và sẽ bắt đầu lại cuộc đàm phán vào năm sau. Phát biểu của Leonardo vô tình lột tả sự khôn lỏi đến từ Real Madrid khi thị trường chuyển nhượng sắp kết thúc. Trong trường hợp Paris Saint-Germain bán Mbappe, họ khó lòng tìm kiếm người thay thế mặc cho câu lạc bộ đang sở hữu bộ khung tấn công thượng hạng với Messi, Neymar hay Di Maria. Mbappe ra đi vào thời điểm này ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch của câu lạc bộ. Pochettino vốn xem ngôi sao người Pháp trở thành nhân tố quan trọng trong mùa giải năm nay. Sự xáo trộn chắc chắn có và buộc Pochettino nói riêng lẫn Paris Saint-Germain nói chung phải thay đổi chiến lược. Về phần Real, dù họ được chấp thuận lời đề nghị hay bị khước từ thì mọi chuyện không quá quan trọng. 160 triệu euro là con số cao ngất với cái tên chỉ có 1 năm hợp đồng. Nếu lời đề nghị của Real nhận được sự đồng ý, họ vẫn ổn với điều đó vì ước mơ đón Mbappe về Bernabeu đã thành sự thật. Trong tương lai, nếu sự nghiệp của Mbappe phát triển đúng cách, con số 160 triệu euro đó hoàn toàn đủ khả năng để đem lại lợi nhuận. Bởi thực tế chỉ ra, Mbappe không chỉ là một tiền đạo đẳng cấp, mà anh còn biết cách tạo ra sức hút trước truyền thông. Khi Messi và Ronaldo giải nghệ, thế giới bóng đá được mặc định thuộc về anh lẫn Erling Haaland. Với vị thế đó, với sự kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới, Mbappe chắc chắn trở thành một gương mặt mang lại sức hút thương hiệu cực lớn. Trong màu áo hoàng gia Real Madrid, tầm vóc của Mbappe sẽ càng được lan tỏa khắp toàn cầu. Đó luôn là thứ hấp dẫn tiền đạo 22 tuổi. Theo nguồn tin từ El Confidencial, anh thậm chí được cha của mình khuyên nhủ đồng ý mức lương 60 triệu euro một năm trong giao kèo mới với Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời góp ý của cha và sức nặng tiền bạc, chân sút người Pháp lại nghe theo luật sư đại diện. Cụ thể, luật sư đại diện nhấn mạnh Mbappe nên đến Real, nơi có thể biến mọi tham vọng của anh trước mắt là Champions League thành sự thật. Messi, Ramos đã đến. Điều đó mở ra cơ hội giúp Paris Saint-Germain lần đầu tiên lên đỉnh cao ở sân chơi Champions League. Nhưng với Mbappe, sau bao nhiêu năm cố gắng để rồi nhận thất bại, mọi thứ dường như đã quá trễ để anh thay đổi suy nghĩ. Real có đủ mọi thứ mà Mbappe cần và sẽ thật tuyệt nếu sự quan tâm của họ được Paris Saint-Germain gật đầu. Song trong trường hợp ngược lại, Real cũng có lý do để cười khẩy nếu Paris Saint-Germain khước từ. Họ vẫn có cơ hội sở hữu Mbappe vào mùa hè 2022 theo dạng miễn phí. Đó gần như là điều chắc chắn khi tâm trí của ngôi sao người Pháp đã không ở lại sân công viên các hoàng tử. Anh được cho có ít nhất 3 lần từ chối gia hạn hợp đồng và từng một lần đến gặp chủ tịch Paris Saint-Germain đề xuất ra đi. Quan trọng nhất, Real chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng họ rất có lòng thành để chiêu mộ Mbappe bằng con số trên trời. Chỉ có điều Paris Saint-Germain đã từ chối lòng thành đó và vẫn tỏ ra cứng rắn trên bàn đàm phán. Xét ở nhiều trường hợp, dù viễn cảnh nào xảy ra, Real Madrid vẫn là đội bóng thể hiện sự trên cơ trước Paris Saint-Germain. Thông qua cách chia sẻ của Leonardo, Paris Saint-Germain chắc hẳn cũng không ngờ Real lại đàn áp họ bằng cách này. Florentino Perez từng khẳng định đội bóng sẽ chẳng đón thêm bất cứ tân binh nào sau chữ ký David Alaba. Suốt cả mùa hè, Real gần như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng, cho đến khi họ thực sự nghiêm túc với Mbappe. Họ chọn thời điểm này để mang đến sự bất ngờ cho Paris Saint-Germain, qua đó cho thấy độ cáo giả trong các thương vụ chuyển nhượng. Gần đến thành tích trên sân cỏ, Real vẫn đang khẳng định cho tất cả thấy họ là siêu cường lớn nhất thế giới. Đã chơi là chơi hết nấc và phải thật hiệp. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Perez cho thấy sự lão luyện của mình ở các thương vụ. Trong quá khứ, nhờ vào việc thông qua người đại diện và đề xuất những cam kết tưởng chừng có lợi cho Luis Figo mà Perez đã chốt được thương vụ lịch sử từ Barcelona. Tại Manchester United, Sir Alex Ferguson từng tuyên bố sẽ không bán một con virus cho Real. Sau cùng, họ đã mất Cristiano Ronaldo vào tay đối tác thành Madrid. Sức hút của Real là quá lớn để vẫy gọi bất cứ tên tuổi nào. Đến năm 2008, Ferguson thực hiện một thỏa thuận với Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes.
Ông cam kết sẽ cho phép Ronaldo đến Bernabeu với điều kiện ngôi sao người Bồ Đào Nha phải cống hiến cho Man United thêm một mùa giải. Sau cùng phần còn lại là lịch sử. Khi mất Ronaldo vào tay của Real, một nhà cầm quân lão luyện như Ferguson cũng phải thốt ra lời phát biểu như thế này trong cuốn tự truyện của mình. Bạn có biết tại sao Real lại chấp nhận trả 80 triệu bảng cho Ronaldo không? Đó là cách để chủ tịch của họ là Perez nhấn mạnh trước thế giới rằng chúng tôi là Real Madrid, là đội bóng lớn nhất trong nhóm những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Sự ngạo nghễ của Perez được thể hiện rõ thông qua lời chia sẻ từ Ferguson. Real sở hữu tầm vóc, truyền thống lịch sử và một người đàn ông với bộ não đầy sạn để thể hiện uy quyền và các cuộc thương thảo. Và không chỉ Man United, Chelsea cũng là một dẫn chứng khác. Họ nhận ra tài thương thảo bậc thầy của Perez khi Real lôi kéo thành công Courtois lẫn Eden Hazard. Nói ra để thấy nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu cũng bất lực trước Real Madrid. Việc Paris Saint-Germain bị đặt vào thế đặng chẳng đừng vào thời điểm này là điều có thể thông cảm. Paris Saint-Germain đương nhiên đã từ chối con số 160 triệu euro của Real Madrid. Leonardo khẳng định mức phí đó là thấp hơn những gì họ kỳ vọng. Chúng tôi đã từ chối Real nhưng không thông qua văn bản. Tuy nhiên đội bóng không muốn níu giữ bất cứ ai, thích ra đi. Chỉ có điều đội bóng hỏi mua phải đáp ứng mọi điều kiện mà chúng tôi đề ra. Chúng tôi nhận định lời đề nghị ấy thấp hơn giá trị thật của Mbappe. Đó là còn chưa kể đội bóng còn phải thanh lý nốt khoản nợ còn lại với Monaco. Vì vậy mức phí Real đưa ra là hoàn toàn không đủ. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, con số Paris Saint-Germain mong muốn chính là 215 triệu euro, trong đó gồm 180 triệu euro tiền chuyển nhượng dành cho Mbappe và 35 triệu euro phải trả cho Monaco. Đây là vấn đề khác của sự việc, mọi thứ rốt cuộc vẫn liên quan đến hai chữ tiền bạc. Điều đó đồng nghĩa nếu Real đáp ứng yêu cầu của Paris Saint-Germain, thương vụ sẽ được thông qua ngay lập tức. Nhưng khi ấy vấn đề thuộc về quyết định của Real. Câu hỏi đặt ra, Real có chấp nhận thể hiện độ điên để đặt lên bàn đàm phán số tiền khổng lồ như thế không? Thật khó để khẳng định bất cứ điều gì cho đến thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Với Real, câu chuyện không bao giờ ở mặt vấn đề tiền bạc. Họ đủ tiền để tạo nên những bom tấn lớn nhất và biến họ thành kỷ lục gia chuyển nhượng như từng làm với Ronaldo hay là Bale. Vấn đề là họ có muốn chi mạnh hay không khi đây là một thời điểm nhạy cảm. Dù kết quả lời đề nghị đầu tiên có như thế nào, Real vẫn thu về những cái lợi ích cho mình. Dựa vào điều đó, họ có lý do để không đáp ứng yêu cầu từ Paris Saint-Germain. Một khi câu chuyện này chưa được làm rõ ràng, Paris Saint-Germain mới chính là bên nhận phần thiệt thòi. Trong khi đó, Real mới là người nắm đằng chuôi ngay từ khi họ đặt bao tải tiền trước mặt gã nhà giàu nước Pháp. Mọi chuyện vẫn có khả năng xảy ra từ giờ đến phiên chợ hè kết thúc. Qua thương vụ này, Real đang cho cả thế giới thấy độ quái chiêu của mình trước Paris Saint-Germain. Họ chẳng khác nào bậc thầy khi chạm mặt kẻ học việc như đội bóng xứ Lục Lăng. Đây là sự khác biệt lớn giữa một đại gia, một ông lớn thực sự của lục địa già trước một cậu thiếu gia đang trên đường tìm kiếm sự thừa nhận. Tiền bạc sẽ chẳng bao giờ mua được những điều như tương tự khi sự lọc lõi như thế này cần tôi luyện theo thời gian. Paris Saint-Germain đúng là đang khiến cả thế giới trầm trồ vì sự phát triển hùng mạnh của mình, vì thương vụ Lionel Messi. Nhưng dù sao, họ vẫn chỉ thực sự nổi lên trong một thập kỷ trở lại đây. Khoảng thời gian ấy tương đối nhỏ bé nếu đặt cạnh một Real có bề dày lịch sử như vậy. Real vẫn là một thế lực trong làng túc cầu bất chấp vào thời điểm hiện tại nếu phải đối đầu trực tiếp. Họ chưa chắc đánh bại được Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Real vẫn có cách khác để chứng tỏ bản lĩnh. Thương vụ Mbappe chính là bài học khắc cốt ghi tâm mà Paris Saint-Germain nên ghi nhớ mãi về sau.